Tại hội nghị học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức ngày 27 tháng 3, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã trực tiếp giới thiệu hai bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, và cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của đồng chí giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong bài giới thiệu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đặc biệt nhấn mạnh bản sắc riêng của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cụ thể hóa một cách sinh động bằng hình tượng cây tre Việt Nam với tinh chất gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển trong cuốn sách. Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đối ngoại ngoại giao của nhà nước, của Đảng và nhân dân cũng đã có sự kế thừa, phát huy bản sắc cội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái đối ngoại rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam với ba khía cạnh mà chúng ta không thể quên, không được quên. Đấy là gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, với đặc trưng vừa kiên định về mục tiêu nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược, mềm mại, khôn khéo, nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, nhưng bản lĩnh can trường trước những khó khăn. Gốc vững ở đây là nguyên tắc, là lợi ích quốc gia dân tộc để phục vụ trên đường lối đối ngoại, độc lập tự chủ, lấy thực lực làm gốc, lấy đa phương đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, tạo thế và lập thời, lấy chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng để soi đường chỉ lối. Chắc ở thân là phương thức tạo nên sức mạnh, đó là sức mạnh đại đoàn kết, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực tiếp toàn diện, sự quản lý tập trung của nhà nước, uyển chuyển ở cành, thể hiện phong cách nghệ thuật ứng xử linh hoạt, nguyên tắc dĩ bất biến, ứng vạn biến, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn phức tạp, giữa những mâu thuẫn của các xu thế khác nhau, giữ đòi hỏi phải hài hòa giữa cái chung và cái riêng, giữa giữ vững bản sắc và giá trị của đất nước với bảo đảm lợi ích cao nhất, đó là lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam phù hợp với giá trị chung của nhân loại. Đó là cách ứng xử biết mình, biết người, biết dừng, biết biến, và đây cũng là tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh. Hai là Đảng lãnh đạo đất nước để khắc phục hậu quả.